Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Mịch có ý định bắt tay làm hòa, phản ứng của Lưu Khoải Y gây bất ngờ. Cả Lưu Khoải Y và Dương Mịch hiện đều chưa công khai yêu kể từ 4 năm sau ngày ly hôn, hai người tập trung phát triển trong showbiz. Kể từ khi chia tay, giữa Dương Mịch và Lưu Khoải Y hầu như không có bất kỳ liên lạc nào ngoại trừ con gái của họ. Thậm chí bé Tiểu Gạo Nếp luôn được Lưu Khoải Y nuôi dưỡng. Hiện tại Dương Mịch có ý định bắt tay với Lưu Khoải Y để làm hòa, và cô cũng cần đồng hành cùng con gái nhiều hơn, vì vậy không cần thiết phải cho mối quan hệ trở nên căng thẳng thêm. Tuy nhiên, Lưu Khoải Y có vẻ hơi miễn cưỡng, anh cho rằng tốt hơn hết là con gái nên tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của làng giải trí. Cả Lưu Khoải Y và Dương Mịch hiện đều chưa công khai yêu ai kể từ 4 năm sau ngày ly hôn, hai người tập trung phát triển trong showbiz. Trong khi tiếng tăm Lưu Khoải Y kém so với vợ cũ thì Dương Mịch dường như thăng hoa trong sự nghiệp. Dương Mịch và Lưu Khoải Y yêu nhau sau khi gặp nhau trên phim trường, dù hoàn cảnh đặc biệt. Người ở Đại Lục, người tại Hồng Kông, tuổi Khoải Y lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Cặp sau kết hôn năm 2014, tới 2016 họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Lưu Khoải Y là người nuôi dưỡng con gái Tiểu Gạo Nếp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.